Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Nghệ An, Hà Tĩnh thiệt hại nặng do mưa lũ, 7 người chết, gần 20.000 ngôi nhà bị ngập trong nước. Kính thưa quý vị khán giả, tính đến hôm nay mưa lũ tại Nghệ An, Hà Tĩnh đã khiến 7 người chết, gần 20.000 ngôi nhà ngập trong nước và thiệt hại nặng về tài sản. Dự báo khu vực này tiếp tục có mưa to đến rất to. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát các khu dân cư, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để sơ tán, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục sau mưa lũ. Theo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, hiện nay lũ trên sông cả Nghệ An, hạ lưu sông La, Hà Tĩnh và mực nước trên các sông ở Thanh Hóa đang lên, sông Ngàn Sâu, Hà Tĩnh biến đổi chậm. Dự báo trong 13 giờ tới, lũ hạ lưu sông cả tiếp tục xuống chậm, hạ lưu sông La lên trên báo động 1, sau đó xuống chậm. Cảnh báo ngày hôm nay trên các sông ở Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông nhỏ thượng lưu Mã lên mức báo động 1 và trên báo động 1, hạ lưu sông Mã ở dưới mức báo động 1. Đáng chú ý trong 2 ngày qua, khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 300 đến 400 mm. Từ hôm nay đến ngày mai ở khu vực Trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Riêng Quảng Ninh và Thanh Hóa 100-150mm, có nơi trên 200mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương, Nghệ An, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Hà Tĩnh. Đề phòng sự cố công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ mưa lũ, tổ chức lực lượng kiểm tra rà soát các khu dân cư, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động di rời, sơ tán dân cư, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão, huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường phố, khôi phục hệ thống điện, thông tin, nước sạch sinh hoạt để nhanh chóng khôi phục hoạt động, bảo đảm đời sống sinh hoạt cho người dân. Mưa lũ đã khiến 7 người chết, hơn 14.000 nhà bị ngập. Tính đến 17 giờ ngày 1 tháng 10, mưa lớn kéo dài gây lũ lụt khiến 7 người chết, hơn 14.000 nhà bị ngập, trong đó có 26 nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, tính đến 17 giờ ngày hôm nay, mưa lũ đã khiến 7 người chết tại Nghệ An, 14.033 nhà bị ngập, trong đó Nghệ An khoảng 17.000 nhà, Hà Tĩnh 1.991 nhà, Thanh Hóa 73 nhà, 26 nhà bị thiệt hại hoàn toàn tại Nghệ An. Về nông nghiệp, khiến 2.407 ha lúa, 9.028 ha hoa màu, 3.803 ha cây công nghiệp và lâu năm bị ngập, 9.053 ha thủy sản bị ảnh hưởng. Về giao thông, có 29 vị trí ngập và 68 điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Về chăn nuôi, khiến 1.102 con gia súc, 154.338 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Về giáo dục, 44 điểm trường bị ảnh hưởng. Mưa lũ khiến nhiều gia đình phải chịu cảnh trắng tay chỉ trong một đêm. Người dân làm lụng vất vả, tích góp nhiều năm, nhưng chỉ trong một đêm mưa lũ đã cuốn theo tài sản của nhiều gia đình ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Từ hai ngày qua, mưa lớn cùng nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều xã ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An như Quỳnh Lâm, Quỳnh Tam, Ngọc Sơn, Cầu Giác, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hưng chìm trong biển nước. Tại xã Quỳnh Lâm, hơn 2.700 hộ bị ảnh hưởng nặng nề do nước lũ dâng cao, nhiều nhà dân bị nước ngập sâu từ 0,4 đến 1,2 mét. Chính quyền địa phương buộc phải đưa người dân di tản đến nơi ở an toàn chờ nước rút. Nước dâng cao cả mét, người dân xã Quỳnh Lâm phải dùng thuyền để đi lại và vận chuyển đồ đạc. Theo người dân địa phương, mưa lớn kéo dài cùng việc thủy điện, hồ thủy lợi xả lũ khiến nước lên nhanh trong đêm. Dù nhiều gia đình đã đề phòng di chuyển đồ lên cao, tuy nhiên vẫn thiệt hại lớn. Vay 100 triệu đầu tư nuôi hơn 600 con gà đẻ trứng, nhưng mưa lũ đổ về khiến gia đình chị Nguyễn Thị Thoa, chú xóm 13, xã Quỳnh Lâm có nguy cơ trắng tay. Chị Thoa cho biết đàn gà đã chết gần 200 con, giờ ngấm nước cứ chết dần chết mòn. Bà Phạm Thị Phúc, sinh năm 1960, chú xóm 22 xã Quỳnh Lâm, đang mong ước lũ sớm rút để phơi lại số lúa đang ngập chìm trong lũ.
Theo bà Phúc, hai ngày trước lúc 2 giờ đêm lũ un đổ về, hai vợ chồng cố gắng khiêng lúa lên nơi cao ráo nhưng không kịp. Hàng chục bao tải lúa dưới nhà kho giờ vẫn chìm trong lũ. Thống kê sơ bộ, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu có 6.811 hộ dân bị ngập nước, trong đó có 678 hộ dân phải di rời. Gần 3.000 hecta ao, hồ thủy sản, hoa màu bị ngập lụt hư hỏng. Trong những ngày qua, chính quyền địa phương, lực lượng công an, bộ đội cùng các đoàn thiện nguyện đã vào các điểm ngập sâu, hỗ trợ người dân sơ tán, cung cấp nhu yếu phẩm và nước uống. Dù chịu cảnh ngập lụt nhiều ngày qua, nhưng người dân xã Quỳnh Lâm vẫn vui vẻ, lạc quan, mong muốn lũ rút nhanh để sớm ổn định cuộc sống. Đến sáng nay, mặc dù mưa đã ngớt, nhưng ở một số khu vực nước rút chậm gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Một số hộ dân tại xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hồng, Quỳnh Bá vẫn đang bị cô lập. Hôm nay, các đơn vị thuộc Mặt trận Tổ quốc xã, Ban chỉ huy quân sự tại địa bàn Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã lội nước đẩy thuyền chở lương thực tới các hộ dân bị cô lập sâu trong lũ. Ảnh hưởng của cơn bão số 4, địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã xảy ra mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Tính đến 10 giờ ngày hôm nay, lượng mưa đo được là 367mm. Trong ảnh, nhà dân thuộc khu Đồng Hội, xã Quỳnh Diễn. Ảnh hưởng nặng nhất là các khu dân cư thuộc xã Quỳnh Diễn, Quỳnh Lâm và thị trấn Cầu Giác. Trong ảnh là ngôi nhà ông Hồ Đức Hoạt. Ông cho biết nước lũ lên nhanh quá nên không kịp di chuyển lúa nên gia đình bị hư hại 5 tạ và bị trôi tất cả vật nuôi. Theo chủ tịch xã Quỳnh Diễn, có 160 hộ dân bị ngập sâu trong nước. Trước đó, người già và trẻ em buộc phải di chuyển đến nơi ở an toàn. Nước dâng cao, việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Không có thuyền, nhiều thanh niên phải lội bộ. Một gia đình cất kịp thời lương thực lên cao, nhưng vẫn có một số đồ đạc bị chìm trong nước. Anh Vũ Văn Mỹ ở Đồng Hội xóm 2 Quỳnh Diễn cho biết, trước đó nước từ sông dâng lên rất nhanh, gia đình anh thu dọn đồ đạc lên cao không kịp, hầu hết bị ngập nước. Trong sáng nay, đoàn công tác của Mặt trận Tổ quốc xã Quỳnh Diễn trực tiếp đến nhà một số hộ dân ở xã Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu để hỗ trợ mì tôm và nước uống. Ban chỉ huy quân sự Quỳnh Diễn kéo đồ cứu trợ đi phân phát cho những hộ dân bị cô lập. Tính đến nay, Quỳnh Lưu đã có 5.559 hộ bị ngập, chủ yếu tập trung tại các xã Quỳnh Diễn, Quỳnh Lâm, Quỳnh Yên, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hồng, thị trấn Cầu Giác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay lũ trên sông Cả và thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh đang xuống chậm. Hạ lưu sông La đang dao động ở mức báo động 2, mực nước các sông ở Thanh Hóa dao động ở dưới mức báo động 1. Trong 12 đến 24 giờ tới, lũ trên sông Cả và các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục xuống chậm. Tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại các huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Thanh Chương, Con Cuông, Nam Đàn, Nghệ An, Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh. Hôm nay và ngày mai, trên các sông ở Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông nhỏ thượng lưu Mã lên mức báo động 1 và trên báo động 1 hạ lưu sông Mã ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương, Nghệ An, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Hà Tĩnh đề phòng sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Ngập lịch sử ở Nghệ An, bình thường hay bất thường? Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại, Nghệ An ghi nhận có khoảng 17.000 nhà dân bị ngập do mưa lũ. Những năm gần đây, tình trạng ngập lụt xảy ra ngày một mạnh hơn, thiệt hại lớn hơn. Đáng nói là có những vùng sơn địa thì nay cũng ngập triền miên. Lũ kinh hoàng nhất là từ khi mô đến trừ. Chưa từng thấy, nước dâng lên nhanh xuống chậm. Mực nước sâu năm 2011 đạt kỷ lục, năm nay kỷ lục hơn, nước lũ lên không kịp trở tay, mất mát lớn về vật nuôi gia cầm. Mưa với cường độ mạnh kéo dài dẫn đến ngập lụt, quy luật là vậy, nhưng vì sao mấy năm gần đây lũ tràn về xứ Nghệ với cường độ mạnh và liên tiếp như vậy? Ông Lê Văn Thế, người dân huyện Quỳnh Lưu vẫn còn nhớ rõ trận lũ lịch sử năm 2021. Khi so sánh với trận lũ năm nay ngập rất nhanh, lũ rất nhanh, do hạ nguồn dòng chảy tiêu chậm, thậm chí phía hạ lưu nước dâng lên, các cống âm dòng chảy hạn chế. Đáng nói hơn, chỉ sau một ngày, số nhà bị ngập ở Nghệ An đã tăng gấp 2,5 lần, từ 8.000 nhà lên 17.000 nhà dân. Nhiều nơi ngập sâu và bán kính vùng ngập cũng trở nên rộng lớn. Đặt vấn đề vì sao có sự tăng đột biến này trong khi lượng mưa ở Nghệ An đã giảm, đại diện ngành chức năng tỉnh Nghệ An cho rằng nước ở thượng nguồn đổ về, cùng với đó là 8 nhà máy thủy điện và 2 hồ thủy lợi ở thượng nguồn sông Lam, sông Hiếu xả lũ, dẫn đến nhiều vùng hạ lưu như huyện Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, Yên Thành, thị xã Hoàng Mai đã bị ngập nặng hơn.
Ông Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu cho rằng nước ở thượng nguồn đổ về trong khi chiều cường phía hạ du đẩy lên, đây là hiện tượng hiếm gặp. Khó khăn lớn nhất là lượng nước ngập lụt tiêu thoát chậm do thượng lưu đổ về lớn. Lượng mưa ghi nhận hơn 600mm, cùng với đó là chiều cường ở biển dâng làm nước tiêu thoát chậm, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Mưa lớn kéo dài dẫn đến lũ là bình thường, nhưng mưa giảm lũ vẫn dâng cao là điều cần phải quan tâm. Chưa kể ở Nghệ An hai năm nay, nhiều vùng vốn được xem là sơn địa vẫn ngập như thường. Đó là rốn lũ Quỳnh Lâm ở Quỳnh Lưu và hơn nữa là huyện miền núi Thanh Chương, vùng đất vốn dĩ nghe đến lũ lụt thì lạ lẫm lắm. Vậy mà mấy năm gần đây, người dân dần quen với cuộc sống chạy lũ, sống chung với lũ. Xây dựng thủy điện, rừng bị tác động hay dòng chảy thay đổi tắc dòng. Đều có lý do nói về nguyên nhân gây lụt ở những huyện vùng cao như Thanh Chương. Dẫn chứng là thủy điện Bản Vẽ được xây dựng tái định cư người dân vùng ảnh hưởng, khiến Thanh Chương mất đi nhiều diện tích rừng. Ông Trịnh Huy Nhã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương cho rằng những năm gần đây mưa nước đổ về rất nhanh. Đơn giản là do rừng bị giảm diện tích rừng đầu nguồn. Vùng trên này trước đây làm gì có lũ lớn thế này. Cùng với đó mưa to, các nhà máy thủy điện xả lũ đúng quy trình làm cho mức nước tăng cao tăng nhanh. Bây giờ thời tiết cực đoan, có những thời điểm mưa liên tục 300-400mm, địa bàn miền núi dốc, xung quanh núi bao bọc, mưa đổ xuống rất nguy hiểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tên mới.